Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh Go Mobile Moba Việt và chào bạn Maloc nha. Trong buổi đêm mình sẽ chơi anh chàng Lacrosse thần rừng cho đến Go Mobile cùng bộ trang phục siêu việt bậc năm, một bộ trang phục đắt giá các bạn phải đập đá tầm 2,5 triệu Việt Nam đồng mới sở hữu được. Đấy. Nhưng mà trong sự kiện 29 tháng 7 này các bạn có cơ hội nhận được cái trang phục Lacrosse siêu việt bậc năm miễn phí. Cơ hội thì chắc chỉ những bạn may mắn mới sở hữu được thôi. Đó. Rồi khi team bạn cướp bùa mình phải cướp lại. Cái này mình không thích cướp bóc, bởi vì cướp bóc ở trong rừng thì người ta gọi là lâm tặc. Lâm tặc thì nếu như kiểu lâm bắt thì có lẽ sẽ là bị đi tù. Đấy. Mình con người lương thiện mà anh em ơi. Con nhà lành mà không có thích cướp bóc nha. Và team bạn nói chung là bắt buộc mình phải ăn cái con sói đấy rồi. Và team bạn mình thấy rất là dị là Mina sử dụng cái bảng bổ trợ cấm trụ. Có lẽ là sẽ tấn công vào trụ đầu tiên, từ từ mình ăn xong cái bùa đã. Xuống hỗ trợ kìa. Skirt mới cả Kixi xuống hỗ trợ team là có thể thủ được đợt cấm trụ này. Chứ mình xuống thì mình sẽ bị thọt ngay. Khi mà team chưa di chuyển xuống, ba người để trụ rất là gắt. Về Vanessa ơi. Bỏ trụ. Ôi kìa, sao để quay lại để kéo thế? Trời ơi. Ê. Có con cáo đây. Không ăn bùa xanh để đẩy trụ thành công rất là gắt, nhưng mà nên bảo điểm số nha bạn ơi. Rồi Mina. Một hit nữa. Ê. Trời ơi, sao quay tay thấm vậy? Thôi, lấy xị lên bảng nó hốt. Gắt quá, Maloc ơi. 3-0, thực sự là rất là xanh. Thôi, đừng chửi Valet đang bị ép và sẽ rất khó thủ trụ vào đấy. Ơi thì các bạn chửi nhau thì rất là khó đánh nhá. Ở khi đấu rank mà chỉ mất lợi thế một chút xíu mà các bạn chửi nhau thì các bạn sẽ rất khó bật, có rất khó lật kèo. Cái này là chắc chắn luôn. Vì thời gian các bạn chỉ nói tập trung là chửi nhau, và hai bạn chửi nhau sẽ chắc chắn là không phối hợp với nhau rồi. Như vậy thì cái game MOBA chúng ta phải phù hợp với nhau. Mà chửi nhau như vậy thì chắc chắn là mỗi người lo thân mình thôi, không hỗ trợ nhau. Và tỷ lệ thua lên đến con số 69,96%, rất buồn rồi em ơi. Đó, các bạn hạn chế chửi nhau trong đấu rank nhá. Đấy, chửi nhau gọi là sấp ma luôn, thực sự là hai thanh niên này. Khó đánh rồi. Khó đánh thì bạn chơi cấm trụ rồi đi chung với nhau. Có thể thấy là Mina và cáo siêu thanh là đi cùng nhau. Ép trụ rất là ghê. Nhưng mà Mina yếu máu này. Chạy đâu bạn ơi, hay quá. Và nét đến rất kịp thời. Có mạng Felix, có mạng Mina, có cả mạng Kali nữa. Quá tuyệt vời em ơi. Chắc chắn mình nghĩ là team bạn đang chơi chính thật đẩy trụ. Thì thấy cáo không thấy pha mấy đâu, chỉ thấy đẩy trụ luôn. Ở đây ép trụ trên kìa. Mình bắt Kali đã. Rồi, Kali chạy làm sao bạn ơi. Lên bản điểm số nha. Rồi, bỏ trụ trên mình sẽ đẩy luôn trụ dưới đấy. Bỏ trụ đầu để ăn trụ 2 này quá lợi rồi. Thực sự trận đấu này team mình sử dụng những vị tướng cơ động hơn team bạn rất nhiều. Đó là Lacrosse và ID. Thành ra là chúng ta lại chơi phản đòn đẩy trụ lại. Thứ thủ của team bạn rất là khó thủ. Và cáo đầu game nó rất là khỏe. Nó có con Mina hỗ trợ nữa. Rồi. Bắt mấy thanh niên trong đùm này. Chưa cố lại, ơi không ổn rồi. Ê, cá hổ báo. Cá hổ báo này chắc chắn là chết thôi. Và hôm nay mình sẽ sử dụng Lacrosse phong cách kiếm truy hồn em ơi.
Và khi sử dụng vong cách kiếm chư hồn trang bị thế nào và bằng học làm sao, các bạn theo dõi bên dưới nhé. Ở trang bị thì bên dưới còn bằng ngọc các bạn sử dụng như sau: ngọc đỏ các bạn sẽ ép ngọc 1,6% tốc đánh, 0,5% tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím thì mình cũng có 5 viên 1% tốc đánh, 1% tốc chạy và 5 viên 1,6% hút máu. Như vậy bảng ngọc của mình sẽ có tốc đánh 21% trong vị tướng Macross rồi. Đấy, sẽ không lo thiếu. Ấy, hắc não kìa. Hắc não làm sao được. Đấy, hắc não thành công ID nhưng mình chưa đủ đâu. Rồi, té. Nên trả thù cho rừng đây. Uầy, ơi, ghê quá cơ. Rất may vẫn chạy được em ơi, có thể là chăm sóc rất đặc biệt. Nhưng mà chăm sóc đặc biệt như thế này đợi thế cho team mình đẩy trụ đấy. Trận đầu bạn Skirt chưa đẩy trụ thành công. Mới cấu chút xíu máu trụ thôi. Và cái giá phải trả là lên bảng số thôi. Đôi bạn ơi, đông. Không ăn được đâu, trời ơi. Và thực sự là bạn Violet và Skirt chửi nhau mãi không chán ấy. Wayan kinh công phút 7 ghê cơ. Với là team đánh cùng nhau phối hợp cũng rất chuẩn đấy. Kèo này hơi khó rồi em ơi. Kèo này chúng ta chỉ ôm trụ thôi, thủ thôi. Với sự cơ động của ID thì có thể đẩy cao lên top. Còn Skirt thì đẩy vừa thôi bạn ơi. Ăn rồng chống móm. ID cơ động rất khó bị bắt đấy. Đi bàn chỉ có mỗi Bina với cả Malok thì làm sao đuổi được. Cái này là lợi thế cho team mình nha, thì mình sẽ đẩy trụ đường khác. Đấy. Không cho ba team bạn tập trung với nhau để đẩy trụ nha. Về Skirt đây. Kinh quá cơ, ép vào rừng này. Và Skirt chết rồi. Bị lùa chết rồi. Bạn không thể cơ động bằng ID được. Rồi. Đôi anh em ơi. Thủ trụ ăn lính đẩy trụ. Ăn em lính đẩy trụ rồi. Mình sẽ đóng vai trò gọi là thủ đường. Chứ trận đấu này ID không thủ đường thì mình phải thủ đường thôi. Và nếu ID thủ đường thì mình sẽ đẩy trụ. Rồi tập trung đẩy con xe thôi. Về Violet thôi. Phá xe. Rồi. Hay quá anh em ơi. Đó, tăng trụ đi bạn ơi. Mới phút thứ 8 thôi, làm sao mà tăng trụ được. Đó, và ID đã đẩy xong trụ thứ 2 từ trên thôi. Về thế nào được bạn ơi, rất là trâu. Về Skirt ơi. Ok, bạn ấy câu kéo một chút thời gian để cho ID đẩy trụ. Rất tuyệt vời. À, con rồng tiếp này. Và thực ra thì trong những tình huống này chúng ta phải ăn rồng nhiều. Và sẽ búp vàng cho team. Chứ thực ra team mình rất cần lết. Team bạn mà lết với cái bảng bổ trợ cấm trụ thì mình nghĩ là không ok. Khi mà những pha giao tranh mà team mình sẽ cố gắng tách team bạn ra, không cho team bạn tập trung để trụ. Cứ để thì bạn tập trung để trụ rất là duy hơn. Rồi
Tôi xíu anh em ơi, chủ yếu là đánh lính thôi. Đánh lính bắt người thôi. Đừng cho team bạn ép vào trụ. Rồi, 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 mình sẽ bắt Kali nhá. Bắt những vị tướng không cơ động và không có chiêu chạy, chắc chắn sẽ bắt thành công em ơi. Đấy, đánh rất thấm luôn, rồi thì kiếm chi hồn. Và xong, team bạn ở đây là lại bị Valet và Chrissy cộng với Ali thì mình tóm được. Quá tuyệt vời em ơi. Đó, chia đội hình ra đánh kiểu là đánh chia ra để trị mà, để đánh dễ hơn rất nhiều, chứ để team bạn tập trung với nhau con thì quái nó chiêu cuối lên này, xong nó cấm trụ thì thôi cũng vỡ mồm ấy. Rồi hay quá, đẩy thẳng cái trụ luôn bạn ơi. Rồi, ê nó đánh mình rồi, không bắt được thì quái thôi, tiếc quá. Thôi về bạn ơi. Ở Lacrosse trong phiên bản sau sẽ được tăng sức mạnh anh em ơi. Cái này thì rất là tuyệt vời rồi. Tăng sức mạnh là đánh sướng hơn, nó chết trâu hơn, nó không còn quá mỏng như sự kia là hiện tại. Khi lượng máu tăng trở được tăng lên, cộng với sát thương của chiêu 2 cũng được tăng cường. Ở hiện tại thì team mình đã đẩy trụ gọi là hơn team bạn rồi, mặc dù team bạn sử dụng cái bảng bột trợ cấm trụ đa chiến thuật chia ra để đẩy rồi phân tán đội hình, team bạn đang rất thành công. Ai cứ đẩy trụ cao thôi. Giờ cớt thì đẩy cao vừa vừa đó, còn mình thì dình bắt những cái mục tiêu team bạn di chuyển là không tốt, như kiểu bạn Mina này đó, chắc chắn Ai bắt được kìa. Đấy, với cái con bài AD cơ động với kết hợp với Lacrosse là quá nguy hiểm. Rồi, cáo này, cáo bắt được AD mà cáo vẫn phải chết. Và team bạn 3 người thì mình mất có 1 người thôi. Như vậy thì cơ hội đẩy cái trụ này nó quá dễ. Cá dám ra không? Ra này, ra là chết này. Chạy được không bạn ơi? Rồi, đẩy trụ luôn. Ok, như vậy là giành chiến thắng thôi anh em ơi. Cái chiến thuật đẩy trụ cũng rất là nguy hiểm nhưng mà team mình vẫn giành chiến thắng, quá tuyệt vời. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi mobile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSport là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.